Chào các bạn, mình là Tuấn Anh và đây là kênh Forex Newbie. Trong tuần vừa rồi mình có ra một video về 5 quy luật trading. Mình thấy các bạn khá quan tâm về chủ đề này, nên trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục với 5 quy luật trading tiếp theo. Việc nhận biết, nắm bắt và thuận theo các quy luật chỉ giúp các bạn có thể trading tốt hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nhanh lên. Quy tắc 1 được gọi là quy tắc nỗ lực không tương xứng. Quy tắc này được phát biểu như sau, đó là khi bạn dành nhiều thời gian hơn cho trading thì nó cũng không hứa hẹn rằng bạn sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Trong trading thì bạn không cần phải làm việc chăm chỉ hơn, bạn chỉ cần làm việc thông minh hơn. Bạn có thể dành ra hàng ngày, hàng giờ để cắm mắt vào màn hình, nhìn chart, phân tích biểu đồ, xem giá chạy biến động từng pip thế nào, nhưng mà những cái thứ đó sẽ không mang lại kết quả tốt hơn cho trading. Thời gian bạn bỏ ra bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng ở đây là cái chất lượng từng cái quyết định, từng cái vị thế bạn vào lệnh. Dĩ nhiên là chúng ta ai cũng biết một cái công thức kiếm tiền, đó là số tiền kiếm được bằng giá trị nhân thời gian nhân quy mô. Có nghĩa rằng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ cần mang lại nhiều giá trị hơn này, dành ra nhiều thời gian hơn cho công việc đó và tìm cách phục vụ nhiều người nhất có thể. Tuy nhiên công thức đó đối với mọi ngành khác, từ làm công ăn lương cho đến tự kinh doanh. Ví dụ như mình làm IB của SMC thì giá trị ở đây tức là mình cần tạo ra những cái kiến thức, những công cụ để hỗ trợ cho newbie. Thời gian có thể là mình bỏ ra nhiều thời gian hơn để support khách hàng, làm các video hướng dẫn, hay quy mô là mình tìm cách để mang những cái video này, những cái giá trị này đến nhiều người hơn, thì đó là công thức kiếm tiền. Tuy nhiên trong trading thì công thức này không hề đúng. Trading là một trò chơi có tổng bằng không, nên việc các bạn bỏ ra nhiều thời gian hơn thì nó không có ý nghĩa. Chúng ta cũng chẳng mang lại cái giá trị gì cho xã hội cả. Chính vì thế nên công thức kiếm tiền kia không phù hợp với trading. Tóm lại là việc các bạn bỏ ra nhiều thời gian hơn chỉ để canh chart, chỉ để phân tích đồ thị thì nó sẽ không hề mang lại kết quả tốt hơn. Vì thế nên mình gọi đây là quy luật nỗ lực không tương xứng. Thứ hai là luật Balzac. Nhà văn Balzac có một câu rất hay, dịch đơn giản là đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác. Câu nói này trở nên nổi tiếng hơn khi được viết trong phần mở đầu của tiểu thuyết Bố Già. Vậy thì nó có ý nghĩa gì với trading? Đơn giản như sau, đó là đằng sau mọi tài khoản được nhân 2, nhân 5 lần chỉ với một vài lệnh là một trader không biết quản lý vốn. Chúng ta luôn ao ước được nhân 2, nhân 5 tài khoản trong một thời gian ngắn, tài khoản phải được nhân bằng lần thay vì tăng một cái số phần trăm ít ỏi. Chúng ta thấy ấn tượng bởi một số cá nhân chỉ vào một lệnh, hai lệnh có thể nhân được rất nhiều lần tài khoản. Tuy nhiên, đằng sau tất cả những thứ đó là một trader không quản lý vốn. Dĩ nhiên với những trader vào lệnh như vậy thì mục đích của họ là khoe thành tích. Bạn có thể xem cho vui, tuy nhiên đừng bắt chước những hành vi như vậy, bởi vì nó dẫn đến nguy cơ cháy tài khoản rất nhanh. Quy tắc số 3 mình gọi là quy tắc Soros. Ông này là một nhà đầu cơ thiên tài và đã phát biểu như sau. Câu này được dịch ra một cách đơn giản, đó là bạn đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là khi đúng bạn kiếm được bao nhiêu tiền và khi sai bạn mất bao nhiêu tiền. Gần đây có một trường hợp là gian hàng của Thái Công trên TikTok. Người ta hay ví von đó là một gian hàng trên mây, bởi vì có những cái sản phẩm với giá trên trời từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Sau đó thì cái chú Thái Công này bắt đầu bán những cái mặt hàng, ví dụ như là túi có chữ ký chỉ 99.000. Thế là một số chuyên gia marketing ở trên TikTok bắt đầu vào phân tích bình luận rằng chiến lược này sai, chú Thái Công nên làm thế này thế kia. Thực sự khi xem những tin tức đó rất là buồn cười, bởi đúng như Soros nói là nếu bạn đúng bạn kiếm được bao nhiêu, thì cứ cho là các ông TikTok marketer đúng đi, vậy các ông kiếm được bao nhiêu. Và thì cứ cho là chú Thái Công chú ấy làm marketing sai đi. Nhưng hãy để ý xem, ông chú này đã bán được một vài bình hoa giá vài trăm triệu ở trên TikTok, bán được đâu đó hàng ngàn cái túi có chữ ký của mình chỉ với 99.000, nâng tầm cái đánh răng trung cấp lên hàng cao cấp để bán một chai Sting có màu lạ với giá hàng trăm triệu. Tóm lại chú Thái Công kiếm được rất nhiều tiền, và thì chú ấy sai đi, nhưng mà sai thế này ai cũng thích. Đó là một ví dụ trong cuộc sống thôi, còn bây giờ mình sẽ quay lại với trading. Vậy thì ý nghĩa của câu này áp dụng vào hoạt động trading là gì? Quan trọng là khi đúng bạn được bao tiền và khi sai bạn mất bao tiền. Tiền ở đây chính là cái phần trăm tài khoản tăng trưởng nha. Ý thứ nhất, tiền ở đây không thể được đo bằng RR hay bằng pip. Rất nhiều trader khoe rằng họ kiếm được 30R, 50R, họ kiếm được 1.000 pip, 2.000 pip. Nhưng vấn đề là ban đầu họ đặt ra mức SL và TP cố định, và thông thường khi đạt mức TP kỳ vọng đó, họ sẽ cắt một phần hoặc hầu hết vị thế. Nói thẳng ra thì trader khi đạt được 3R hoặc 5R, họ đã cắt một nửa rồi. Có những trường hợp cắt đến 80%, 90%. Chính vì thế nên là hàng trăm R đằng sau, hàng trăm pip đằng sau đó có khi chỉ còn một vị thế rất nhỏ. Thế nên một trader khoe lãi rằng họ có thể kiếm được hàng ngàn pip hoặc là hàng chục, hàng trăm R chỉ sau một lệnh, nhưng cái số tiền thực sự họ kiếm được là bao nhiêu chúng ta không biết, và bạn cũng đừng nên ấn tượng bởi những cái con số hào nhoáng đó. Ý thứ hai, tiền ở đây cũng không nên được đo bằng đơn vị đô la, bởi vì một tài khoản 1 tỷ đồng với một tài khoản 1 triệu đồng thì cái mức 1% lãi nó sẽ khác nhau về con số. Một người có thể nói rằng lệnh của tôi vẫn được 500 đô, nhưng tài khoản của anh ta là 10 tỷ, thì thực ra con số phần trăm tăng trưởng tài khoản nó không đáng là bao nhiêu cả. Thế nên cái việc bạn đúng bạn kiếm được bao nhiêu và việc bạn sai bạn mất bao nhiêu, tốt nhất nên đo bằng cái phần trăm tăng trưởng của tài khoản. Mình không biết rằng tài khoản các bạn là bao nhiêu, tuy nhiên với một lệnh nếu bạn đặt SL đâu đó khoảng 1-2% mà một TP của bạn đâu đó khoảng tầm 3-5% và mức tăng trưởng này bền vững, như vậy là bạn đã thành công rồi. Quy tắc thứ tư mình gọi là quy tắc Brooklyn, dựa trên một câu nói của Lý Tiểu Long. Dịch ra đơn giản là tôi không sợ một người có 10.000 cú đá nhưng chỉ thực hành mỗi cú một lần, mà tôi sợ một người thực hành 10.000 lần liên tiếp chỉ một cú đá. Khi newbie tiếp cận vào Forex thì họ muốn tìm kiếm các phương pháp khác nhau, từ indicator đến pricing, SMC, rồi bookmap, footprint, vân vân. Việc bạn tiếp cận và học hỏi nhiều phương pháp thì không sai, nhưng bạn cần chọn lọc và đưa ra một cái phương pháp chủ đạo của mình, kết hợp lại những cái gì bạn đã học để ra một cái môn phái riêng. Sau đó bạn cần thực hành cho nhuần nhuyễn cái system đó. Bởi vì như mình đã nói trong các video trước, đó là bất kỳ phương pháp nào cũng có thể kiếm được tiền. Kể cả bạn trading bằng indicator thời điểm này vẫn có tiền, mình chỉ đánh bằng Supply Demand cũng có tiền, có người chuyên SMC cũng có tiền. Nhưng có những người mà mỗi phương pháp làm một tí, mỗi phương pháp thực hành một tí rồi bỏ ngang thì lại không có tiền. Thế nên giống như trong những cái cuốn sách, cái bộ phim về trưởng bộ của Kim Dung đó, thì bạn là một người mới, bạn có thể tiếp cận nhiều cái phương pháp, những cái môn phái võ công khác nhau, nhưng bạn cần thấm nhuần những cái tinh hoa của nó để đưa ra được một cái chiến lược chơi cho riêng mình. Quy tắc số 5 được gọi là quy tắc Zero Sum Game, hay còn gọi là trò chơi có tổng bằng không. Thì đây chính là hoạt động trading Forex. Đơn giản là những người chơi sẽ đấu với nhau, các retail trader chọi với các retail trader và các retail trader chọi với các tổ chức. Vì thế nên Forex nghiêng về hoạt động đầu cơ kinh doanh hơn là hoạt động đầu tư. Và thông thường trong một trò chơi Zero Sum Game như vậy thì khi các player đấu với nhau thì cái trình độ người chơi sẽ ngày càng giỏi hơn. Trong lúc bạn mải vui thì chắc chắn có một trader nào đó đang giao dịch, trong lúc bạn mải ngủ thì chắc chắn lại đang có một trader nào đó đang học tập. Chính vì thế nên cái việc của bạn đó là nâng cao cái kiến thức, cái khả năng của bạn, nâng cao những công cụ của bạn thì bạn mới có cơ hội để chiến thắng trong một trò chơi mà ngày càng khó hơn như bây giờ. Trên đây là 5 quy tắc mình vừa bổ sung thêm để tạo ra bộ 10 quy tắc về trading. Nếu các bạn thấy nội dung bổ ích thì có thể đăng ký tài khoản giao dịch theo link mà mình để ở phần mô tả video để ủng hộ kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.